Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Ở trong video buổi tối ngày hôm nay là ngày 1 tháng 11. Nếu như theo tính lịch dương thì sắp hết một năm 2020 rồi. Hôm nay cửa hàng Xuân Đình lại về thêm được 4 cặp loa bãi Nhật phục vụ cho các bác phối ghép về những cái bộ âm thanh của nhà mình. Thế này có đến 3 cặp Pioneer và một cặp loa cổ của hãng Coran. Tổng là 4 cặp, Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá trực tiếp trong video. Mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ cho Xuân Đình theo số điện thoại duy nhất là 0395 727 582 cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Các bác gần cửa hàng Xuân Đình thì các bác cứ đến trực tiếp để nghe test trực tiếp với những sản phẩm mà mình lựa chọn thì sẽ hay hơn rất là nhiều. Còn trong video mà Xuân Đình báo giá số lượng hàng thì Xuân Đình chỉ quay chi tiết cho các bác thôi. Còn nếu mà test trực tiếp cho các bác nghe qua điện thoại thì nó thật là không thể nào hay bằng nghe trực tiếp được. Cho nên nếu các bác gần thì cứ qua trực tiếp để mình nghe nó sướng tai. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh. Và các bác quý mến Xuân Đình thì hãy tặng cho Xuân Đình một like. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đầu tiên là phía bên trên là một cặp loa cổ của hãng Coran. Model của nó là 1200E. Còn một tem logo bên trên thì vẫn logo còn đầy đủ. Hôm nay thì nó sử dụng là căng lưới vải cổ. Cặp này thì được ra đời từ những năm 70, 6 mấy. Tuổi đời nó trên 50 năm. Và những cái dòng hoa này thì nó ra đời để phục vụ cho các bác ghép về những cái bộ đầu bằng cối đĩa than, nghe về những cái dòng nhạc trước năm 70 năm, tức là những cái dòng nhạc cổ xưa bằng cối đĩa than nghe bập bùng. Cho nên những bác nào mà đòi hỏi là phải nghe bát nó uy lực thì tốt nhất là các bác không nên mua những cặp loa như này. Vì đây dòng này nó không phải là những dòng loa để chơi những nhạc đời mới như bây giờ. Mà dòng cổ. Dòng này là dòng sưu tầm. Model của nó là 1200E các bác nhé. Cặp loa này có kích thước chiều cao là đạt 64, chiều ngang là 36, chiều sâu là 30. Thùng lạng gỗ nguyên zin mộc mạc, chưa có spa tốt ra gì cả. Tuổi đời trên 50 năm. Còn Xuân Đình quay qua hiệu ứng trên điện thoại thì nó sẽ cái màu nó không được thật. Góc cạnh rất là đẹp. Tất nhiên thì nó cũng có chảy xước vì đây là loa không có spa gì cả. Nó có chảy xước nhẹ thôi. Nhưng thực chất ra nếu như bác nào mà chơi theo đúng tính chất là cổ kính thì cứ để nguyên. Còn bác nào mà thích đẹp thì những cặp này các bác chỉ cần mang ra những bác thợ mộc gần nhà chỉ mất khoảng độ vài trăm nghìn là người ta chống qua bằng những cái mùn cưa, sau đó người ta đánh vét đi nên là đẹp xuất sắc. Cặp loa này thì nó có 5 loa trên một thùng, loa 4 đường tiếng. Đây là cái thông số cặp loa này. Coran BX1200E 4-way 5 spec, tức là 4 đường tiếng và 5 loa trên một thùng. Bass 30, 2 trung 14, 1 tép giấy và 1 siêu tép, trở kháng 8 ohm, công suất 65W, tải tần đáp ứng từ 30 đến 20.000Hz và đây là cầu loa. Đấy. Đã test đều hoạt động tốt và loa thì toàn bộ củ nó là củ Adico hay sao? Cái này thì nó chỉ là những cái vết băng dính, người ta dính vào thì nó bay cái lớp sơn ở bên ngoài thôi. Cái thùng của nó thì còn khá là đẹp so với cái tuổi đời của loa. Cặp loa này thì Xuân Đình đang bán cho bác mức giá là 7.500.000 đồng. Nếu như ghép vào những bộ băng cối dưới than đảm nó đảm bảo với các bác nghe hay hơn những dòng 77A rất là nhiều luôn, mà giá thành thì rẻ bằng 1/3. Mức giá chỉ có 7.500.000 đồng cho cặp loa Coran BX1200E Bass 30, 2 trung, 1 tép và 1 siêu tép còi. Ở phía đằng sau này thì hôm nay Xuân Đình lại về tiết được một cặp Pioneer CS700. Một chiếc thì đã mở e căng ra rồi, còn một chiếc thì đợi e căng lại. Cặp loa này thì nó là dòng phổ thông rồi. Loa rất là đẹp. Loa 3 đường tiếng, bass 25, 1 trung giấy, 1 tép đôm. Chiều cao của loa đạt 72, chiều ngang 36, chiều sâu là 30, bass 25, gân vải lụa, màng giấy. Và cái màng loa bass các bác để ý kỹ, loa đẹp thì nó phải tương đồng nhau và màu nó phải ngả cái màu vàng nhạt kiểu màu mỡ gà này. Đấy đặc trưng của những dòng Pioneer 700. Còn nếu như màu đó là màu xám hay là màu đen xì thì nó không phải là đủ đẹp nữa rồi. Loa rất đẹp. Dòng này tiếng rất là hay.
Và đây là một trong những dòng top 3 của những dòng Pioneer CF45, T66 và CF700. Thế đây là những dòng ra đồng đều cùng đời nhau. Cặp này Xuân Đình đang bán mức giá là 6.200.000 đồng, rẻ hơn so với mấy hôm trước, tại vì hôm nay nhập rẻ hơn thì sẽ bán rẻ hơn cho các bác. Căn cước đầy đủ, loa còn rất là đẹp. Cặp loa này thì nó có chiều cao đạt 72, trở kháng là 8 ohm, công suất là 60W một loa. Đấy, góc cạnh này, giá thành thì cực kỳ là tốt. Đấy, góc cạnh đẹp len keng, loa nguyên zin, không có spa tốt tát gì cả. Giá chỉ có 6.200.000 đồng. Và những dòng loa Pioneer thì nó là dòng loa gọi là phổ thông cũng như là dòng thông dụng, rất dễ phối ghép về âm đi. Nếu như các bác ghép về những dòng âm đi Pioneer đồng bộ cũng rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì các bác có thể ghép về những dòng âm đi cổ, âm đi đài, xuất âm tụ, mà các bác có thể ghép về những dòng sụt sùi đờ lông. Pioneer CF700, cửa hàng Xuân Đình đang bán mức giá là 6.200.000 đồng. Còn sau bên này thì nó là một sự xuất hiện khá là lâu rồi, đó là cặp Pioneer F7000. Thùng nó sẽ to hơn 700 một chút. Bình thường cặp này bây giờ anh em cũng đã bán mức giá là toàn trên 7 triệu. Nhưng cửa hàng Xuân Đình thì không bán như giá thị trường. Hôm nay nhập rẻ thì sẽ bán rất là tốt cho các bác. Dòng 7000 này thì nó thiết kế là dòng loa bát trung tép đều là dòng màng giấy hết. Đấy. Và đây kia là đặc điểm của những dòng loa này thì các bác thấy rõ là tuyến loa nó phải đồng đều nhau gần như là 100%. Loa 3 đường tiếng bát 25, nếu tính đúng cả kiềng loa thì con này nó bát 28. Gân vải lụa màng giấy, một chung giấy, một tép đô, một tép giấy. Đấy, thiết kế nối xứng, chiều cao của loa đạt 73-74, chiều ngang của nó là 36 và chiều sâu cũng là 30. Lỗ thông 10 phía đằng trước, loa thiết kế đối xứng bên trái bên phải. Bên đây của nó là CSF7000. Loa còn khá là đẹp. Dòng này thì có trở kháng 8 ohm, công suất là 70W một loa, thiết kế loa bên trái bên phải. Đây. Loa cực kỳ là chất luôn. Nói chung là góc cạnh thì con nào cũng vậy, tất cả đồ cũ là hàng đã qua sử dụng chứ không phải là hàng mới tinh. Trên nó cũng có chảy xước theo năm tháng, nhưng tổng quan mà những cặp loa Xuân Đình lựa chọn cho các bác trong tất cả những video đều nói rõ ràng luôn là còn khá là đẹp chứ không phải là xấu xí gì cả. Xấu thì Xuân Đình tả rõ cho các bác luôn. Pioneer CSF7000, cửa hàng Xuân Đình đang bán mức giá là 6.500.000 đồng, giá cực kỳ là tốt. Dòng này thì những dòng loa bát 25 này các bác đều nghe nhạc cũng như có thể là hát karaoke gia đình, rất là tuyệt vời luôn nhé. Còn cuối cùng ở phía đằng sau này thì nó là cặp T66. Đây là phía đằng sau của hai cặp loa Pioneer này. Đây là cặp T66, là cặp cuối cùng trong video ngày hôm nay. Căn cước còn rất là đẹp. Cặp này thì cũng còn khá là mới luôn này. Đấy, bát mà mỡ gà. Dòng này thì nó thiết kế theo dạng gọi là kiềng xương đúc, bát 25, gân vải lụa, màng giấy, trung đôm, tép đôm, hai tinh chỉnh trung tép. Cặp loa có kích thước chiều cao là 62. Góc cạnh thì còn rất là đẹp, không có bể nở gì cả. Đấy. Đây là chiếc loa còn lại. Cái màng này rất quan trọng và cái rốn của loa cũng vậy, rốn vải còn căng đét luôn. Đấy, trung đôm, tép đôm. Góc cạnh thì chỉ có vận chuyển này, nó chỉ bay một tí cái nước xi ở bên ngoài ở đây, chỉ rõ ra bác. Thực ra nếu mà quay qua thì cũng các bác không thể biết được, nhưng mà Xuân Đình cứ trả tả chi tiết cho các bác để các bác có thể nhìn rõ và đánh giá. Còn đâu nó góc cạnh thì rất là tuyệt vời, không có spa mông má gì cả. Cặp loa này Xuân Đình cũng bán cho bác mức giá là 6.200.000 đồng. Pioneer T66 bình thường mà nó không có bị một cái miếng màu nhỏ này thì có mức giá khoảng 6.500.000, nhưng nó hơi xấu một tí thì còn căng cước thì đẹp, căng cước không có rách nát gì cả. Và tiếng dòng này thì nó rất là hay rồi, nó là củ kiềng xương đúc, trung đôm, tép đôm, hoa khế. Đấy, chiều cao 62, chiều ngang 36, chiều sâu 30, mức giá là 6.200.000.
Đây là 4 cặp loa mà Xuân Đình vừa giới thiệu trong video buổi tối ngày hôm nay. Mọi thông tin các bác cứ liên hệ Xuân Đình theo số điện thoại 0395 727 582. Và tất cả những sản phẩm này cửa hàng Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.